15 triệu, con này trả trước loanh quanh là 15 triệu là lấy xe về. Đó, và tất cả thủ tục bên mình là sẽ gọi ngân hàng rồi sẽ làm thủ tục các thứ cho anh em hết. Con này giả 15 triệu mang về này. Chào tất cả anh em, mình là Táo Bắt Độ. Hôm nay mình làm clip bán xe tổng hợp. Trước khi vào giới thiệu xe thì anh em hãy vào Facebook của mình. Facebook của mình vừa lọc bạn bè anh nhá, thì còn chống khoảng độ hơn 1.000 slot nữa. Anh em nào chưa kết bạn Facebook, chưa có Facebook của mình, hãy vào Facebook của mình để kết bạn, để anh em mình làm bạn bè của nhau và theo dõi nhau thường xuyên hơn nhé. Mình sẽ để Facebook ở góc màn hình và link Facebook ở phần mô tả anh em nhé. Hôm nay là về rất nhiều giờ 15 anh em ạ. Giờ 15 lại cập bến rất chi là nhiều. Và những chiếc Exciter nữa anh em nhé. Exciter cũng về tương đối. Thì mình giới thiệu về giờ 15 trước đi. Giờ 15 thì nhiều nên là mình sẽ giới thiệu nhanh thôi. Giờ 15 V3 vàng đen 2018, xe đẹp nhức lách luôn anh em ạ. Con này Euro thì loanh quanh khoảng mấy nghìn đấy. Thì nói chung là Euro thì đối với mình không quá quan trọng, trừ khi là xe siêu lướt anh em nhé. Con này xem nào. Ôi thôi, bật nó lâu quá. Con này mình nhớ không nhầm thì Euro thì loanh quanh chỉ chưa đến 1 vạn đâu. Rất chi là mới anh em ạ. Anh em nhìn chất xe thì biết rồi. Đó. Con này thì sau mình bán với giá là 51 triệu 500 anh em ạ. 51 triệu 500. Đó, cho một chiếc xe cực kỳ đẹp như này, 51 triệu 500. Tiếp theo nữa là giờ 15 V3. Con này 2019 độ đồ chơi cơ bản như là bô mới IPV này, chống đổ trợ sáng này, rè trước này, xi nhan này, các kiểu con đa điểu rồi. Con này có đồ chơi thì con này xong mình bán với giá là 55 triệu 600 anh em nhé. 55 triệu 600 2019 anh em nhé. Con này 2018 và đồ chơi thì không có nhiều lắm, chỉ có xi nhan thôi, các thứ gần như là zin hết. Đó, thì xe zin thì có giá của xe zin anh em nhé. Tiếp theo là giờ 15 V3. Con này là 2019 anh em nhé. Euro con này đâu là 9.000 km. Thì đồ chơi lên được cái cable thôi ạ, lên được cable thôi. Với cả xi nhan có bát biển không nhỉ? Có bát biển độ luôn anh em nhé. Xi nhan bát biển độ đầy đủ. Cũng tương đối. Con này thì đẹp nhức lách luôn anh em nhé. Đó. Con giờ 15 V3 này là biển Hà Nội em nhé. Có một con duy nhất ở biển Hà Nội là con này thôi. Còn đa số tất cả đều là biển tỉnh. Con này xong mình bán với giá 58 triệu. Vì nó là biển Hà Nội nên nó sẽ đắt hơn những chiếc xe cùng đời một chút anh em nhé. Đó. Nó biển Hà Nội rất là cao, mình cũng không mua rẻ được. 58 triệu anh em nhé. Cái ưu điểm của biển Hà Nội thì anh em biết rồi. Đó, thì mình cũng không giới thiệu nhiều nữa. Và cái quan trọng nữa, đây là một chiếc xe lướt, đi không quá một vạn, đi có 8-9.000 cây thôi. Nên là giá nó sẽ cao hơn đi những cái con đi tầm độ vạn rưỡi 2 vạn đấy. Tóm lại là vạn rưỡi vạn, không phải là máy nó kém, mà tóm lại là một chiếc xe mà nó mới hơn thì nó sẽ đắt hơn một chút thôi. Đó. Còn thực ra là một chiếc xe mà đi đến 4-5 vạn mà anh em chăm sóc kỹ thì thật sự anh em nó vẫn còn quá tốt luôn, chẳng vấn đề gì cả. Đó. Quan trọng nhất là cái chất xe em nhé. Cái Euro anh em đi mua xe đừng nhìn vào cái Euro để mua xe, thật sự nhìn vào cái Euro mua xe là thất bại luôn. Anh em muốn tua về bao nhiêu chả được, nhưng shop mình thì không tua anh em ạ. Shop mình để nguyên Euro luôn. Đó, mình mua nào về bán như thế. Con này là 2018, tiếp tục 2018, đồ chơi cơ bản luôn, như anh em nhìn trợ sáng này, chống đổ này, cũng bô mới UV này, kính gió này. Đấy, rè dưới này, xi nhan này. Rất nhiều đồ chơi anh em ạ. Con này thì đồ chơi thì tương đối đủ rồi. Gương gù các thứ luôn, bắt biển số này. Nó khác cái con này. Con này thì lại không có đồ gì, đời giống hệt nhau anh nhé. Anh em nhìn một con có đồ, có tí đồ và một con không có đồ thì đấy, anh em nhìn thấy nó khác hẳn luôn. Đó. Thì con này lại rất rẻ, phù hợp anh em nào chỉ có tiền như vậy thôi, hơn 50 triệu một tí. Con này thì nó chỉ đắt hơn một chút thôi. Con này là sau mình bán với giá 52 triệu 800. Đó. Con kia là 51 triệu 500, đúng không ạ? Thì con này đắt hơn có 1 triệu. Nhưng mà 1 triệu một tí, nhưng mà lại đồ chơi lại rất là nhiều. Đó, đó là tùy thuộc vào anh em chọn thôi. Tiếp theo nữa là giờ 15 V3 2020. Con này là vàng xám anh nhá. Vàng xám là bản đặc biệt đấy. Con này thì mua trong hãng luôn thì cũng đắt hơn bản vàng đen hay bản bình thường, nó khoảng độ 2-3 triệu gì đó. Đó. Con này thì 2020 Euro 7.000 em nhá. Euro 7.000. Con nào Euro thấp, con nào nước thì mình sẽ nói luôn. Đó. Còn con nào mà Euro mà nó tầm trên 1 vạn 2 vạn thì mình không nhớ được, mình không nói đâu. Con này vàng xám. Cái điều đặc biệt của con này ấy là nó độ smart key này em này. Độ smart key. Đấy. Cái bộ smart key này thay luôn cả cái cụm chẳng ba này luôn em nhé. Cái smart key này thì thay là 6.9 triệu em ạ. Con là 7 triệu luôn. Riêng cái bộ smart key này nó đã giá trị gần chục triệu rồi. Mình không hiểu tại sao nó đắt như vậy. Mình nhìn nó xịn xò hơn những cái bộ mà 2-3 triệu rất là nhiều. Và mình nghĩ là cá quả chẳng ba cái nữa nên là rất đắt. Đó. Giờ 15 V3 đây là con đầu tiên mình thấy nắp smart key. Rất chỉ là thông minh, anh em chỉ vật việc là đeo chìa khóa bên người dí phát đề vặn lên phát là nên thôi. Đó.
anh em có thể check bên Quân Béo đang báo giá là 6,9 triệu luôn, chứ còn nhiều anh em lại bảo ôi ông lại sàm Smart Key có 2-3 triệu thì mình cũng check thật sự là có rất nhiều loại 2-3 triệu, nhưng loại này là đúng là 6,9 triệu luôn đó. Nó cũng có bát biển này, chắn bùn này, nói chung là đồ chơi cũng cơ bản luôn, chống đổ đầy đủ hết anh em nhé. Con này thì sau mình bán với giá là bao nhiêu nhỉ, 59 triệu 800, 59 triệu 800 cho một con là đời 2020 em, 2020 em nhé. Tóm lại là mỗi đời được chênh nhau một chút, và con này có cái Smart Key nó cũng gần chục triệu nên là rất chi là hợp lý anh em ạ. Và cái quan trọng nữa là con này lại đi có 7.000 cây thôi, là một chiếc xe lướt đó. Tiếp theo là G15 V3 2021, con này 2021 dán nylon full xe luôn đó. Đồ chơi thì có chống đổ, có chống đổ với xi nhan đó, bắt biển, chống đổ xi nhan bắt biển. Nó là một chiếc xe gần như là mới tinh tập hộp luôn, đi mình nhớ không nhầm thì như là cũng 7.000 cây hay là mấy nghìn cây gì đó, rất chi là ít anh em ạ. Con này là màu xanh xi măng, anh em nhìn này, màu xanh ở dưới là màu xi măng, ở đuôi nó xi măng kìa đó. Và các màu xanh này, màu xanh này là màu xanh 2019-2020 em nhé, rồi màu xanh này là 2021. À đây có độ cả Dolby cầu nữa anh em ạ, quên mất độ cả Dolby cầu chọn sáng nữa em nhé. Thì con này sau mình bán với giá là 62 triệu 800. Bây giờ một chiếc xe này mà cả ra biển, cả lắp ít đồ chơi lung tung nữa, nó loanh quanh vẫn là khoảng độ 75 triệu. Và một con này không khác thì một chiếc xe mới, anh em rẻ ngay được tầm 13-14 triệu thì nó cũng là một lựa chọn mà anh em đáng mà suy ngẫm một chút. Còn anh em nào mà nhiều tiền thôi, bảo ui dạo, thôi thêm 10 triệu nữa tôi làm chiếc xe mới luôn, thêm mười mấy triệu nữa làm chiếc xe mới luôn, thì anh em cứ việc mua xe mới. Còn đây là xe cũ để phù hợp với anh em nào chỉ có tiền như vậy thôi, hoặc là anh em nào là một người dùng thông thái đúng không ạ, mua một chiếc xe mà năm mai bán muốn bán không lỗ quá nhiều thì đây là một sự lựa chọn không tồi. Ví dụ anh em mua một chiếc xe như thế này nhé, bây giờ 75 triệu đúng không, anh em đi lửa năm sau thật sự anh em bay luôn, bay màu luôn 25 triệu hoặc là 20 triệu, nó là bay màu luôn nó. Nhưng mà chiếc xe này anh em đi thoải mái luôn, anh em chỉ lỗ loanh quanh tầm độ 7-8 triệu cho đến 10 triệu chẳng hạn đó, thì đấy là một sự lựa chọn không hề tồi đó. Tính thanh khoản là lỗ rất là thấp đó. Còn mua xe mới thì anh em xác định luôn bay tầm độ 15-20 triệu chuyện bình thường lắm. Tiếp theo nữa là G15 V3 2019, con này đồ chơi cũng cơ bản luôn, chống đổ chợ sáng này, boa cao giờ 1 luôn anh nhé, boa cao giờ 1 này, bát biển, nói chung là cái cũng rất nhiều đồ xi nhan nét trước sau. Con này cho mình bán với giá 55 triệu 600, 55 triệu 600. Tiếp theo là G15 V3 2020, con này thì đồ chơi cũng là tương đối là ác này, cùm tay côn tay thắng Racing Boy em nhé, Racing Boy này, lốp sau là Michelin 140 này, bộ để chân số gầy em nhé, đó, chống đổ chợ sáng luôn. Tại vì anh em thông cảm để xe nó san sát vào nhau nên là con nọ chạm con kia này, chợ sáng chợ trước quay lung tung ấy lên, xi nhan này, đó. Con này đã lên màu Mobistar rất là đẹp, đây bộ tem chùm rất là đẹp rồi, đó. Con này thì sau mình bán giá cực kỳ hợp lý thôi, loanh quanh khoảng 57 triệu 800, 57 triệu 800 2020 luôn. Đó, 57 triệu 800 2020. Con kia cũng 2020 nhưng mà 59 triệu 800. Đó, tiếp theo nữa là 2020. Con này thì nhiều đồ chơi kinh khủng luôn. Đó, cũng tay côn tay thắng, kính gió này, ốp đầu gió 6 anh em nhá. Đây này, nhìn này, ốp đầu gió 6 này. Anh em so sánh với xe Jin này. Đó, đây xe là ốp đầu gió 6 này. Clip này nó hơi dài, mong anh em thông cảm nhá. Chống đổ chợ sáng này, chẳng ba này, đó, boa cam vít này, đèn hậu tích hợp xi nhan, đèn hậu tích hợp xi nhan đây anh em nhìn, cái đèn hậu nó khác với cái đèn hậu xe Jin, đèn hậu tích hợp xi nhan rất là đẹp luôn, đó. Con này độ chi tiết, con này rất đẹp, con này là 2020, euro như 7-8 nghìn thôi anh em nhé, con này cũng là một chiếc xe lướt luôn, con này sau mình bán với giá là 59 triệu 800 bằng chiếc kia, bằng chiếc vàng xám kia. Jin là màu xanh đen anh em nhé, có thể bóc ra. Ôi, rất chỉ là mệt, thật sự là hết hơi luôn rồi. Con này thì độ cực khủng luôn, nhưng mà em trai ở trong Khánh Hòa đã cọc rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sang dòng xe to. CB300 2020 8.000 km 93 triệu, giới thiệu nhanh thôi. Con này khách cọc rồi, đang độ cọc xong và đang độ rất nhiều đồ chơi bô AR các thứ. Hai con xe 1.000, con này là 2016. Hồ sơ cầm tay. Đồ chơi cơ bản mình nên rất nhiều clip con này rồi nên là cũng không muốn giới thiệu nhiều nữa, anh em thích thì nhắn tin mình gửi ảnh chi tiết luôn. 268 triệu hồ sơ cầm tay luôn. Đó, tiếp theo nữa là 2015
đồ chơi cũng full phê phê luôn, rất là nhiều đồ chơi. 2015 máy móc zin 238 triệu, Z800 2015 ABS, anh em nhìn ABS này, ABS và cũng rất nhiều đồ chơi luôn. Con này là 163 triệu, con này đồ chơi full phê luôn, cặp lốp vừa mới thay đó, nhông xích rồi bảo vệ rồi tay côn tay thắng kính gió rồi lắp bình xăng, nói chung là rất nhiều đồ chơi, anh em về chỉ phải đi thôi. Con này là 163 em nhé. Tiếp theo nữa là Linza 650 2019 biển Hà Nội, rất là đẹp. Con này thì sau mình đang bán là 149 triệu. Đó. Clip này nó phải đến mười mấy phút đấy, nên là anh em chịu khó chờ đến những cái con xe mà mình thích để xem, hoặc là tour anh em ấy, hoặc là có thể tour. Đó. Hoặc là anh em muốn xem từng con một thì anh em thông cảm là xem dần dần vậy. Tiếp theo là Exciter 150 2017, độ cực khủng luôn, độ phong cách miền Bắc đấy. Đó, anh em nhìn này, con này thì mình lên clip rồi và rất nhiều anh em miền Bắc miền Nam chửi nhau toán loe luôn. Tóm lại là mỗi người một phong cách, ai như thế nào thì kệ người ta, anh em đừng có chửi em nhé. Rất nhiều anh em miền Nam độ còn khủng hơn này, có độ là còn to hơn cái này luôn. Đó, con này thì anh em nhìn đồ chơi thì biết nó chất như nào rồi. Mình có riêng một clip nói về con này rồi. Con này lổ giá luôn là 43 triệu em nhé. Cái góc kia là mười mấy củ. Muốn anh em mua một con xe mà màu đen như thế này nhá, 2017 zin, nó loanh quanh phải 25 đến 28 triệu chẳng hạn thế. Đó, cộng cái góc kia vào phát nó đã lên bằng 40 mấy triệu luôn rồi. Nhưng con này còn rất nhiều đồ chơi nữa cơ em ạ. Riêng cặp lốp trước sau đã bao tiền rồi, vành đã bao tiền rồi, đĩa đĩa các thứ rồi, nhông xích đủ các thứ. Đó, anh em mua con này rất là hợp lý em nhé. Máy móc zin đen 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 luôn. Tiếp theo nó là FZ 150 2018. Cái con này ấy, thì là đăng ký lần đầu 2018 em nhé. Anh em đừng nhầm nó là date 2018, tại vì là con này nó ngưng sản xuất từ 2016 rồi. Nhưng con này là con tồn kho anh em, con này là con tồn kho anh em nhé, tồn kho. Nên là còn sót lại và đăng ký lần đầu là 2018, cực hiếm luôn. Mình buôn xe nói chung là cũng đôi năm rồi, nhưng mà chưa gặp một con FZ 150 nào mà đăng ký lần đầu 2018 cả. Con nào cao nhất này đăng ký lần đầu 2017, 2017 đã là hiếm rồi. Đó, đăng ký lần đầu 2017 đã hiếm rồi. Đây là đăng ký lần đầu 2018 nữa thì lại càng hiếm thêm nữa anh em nhé. Đó. Con này thì bán với giá là 38 củ cho một chiếc xe FZ 150 cực kỳ đẹp cái này. 38 triệu nó có lít kịp 3 đi rồi anh em ạ. Rất hợp lý. GX cọc, Winner cọc, Exciter. Con này cũng cọc rồi nhưng mà em trai lại có việc và không lấy được tiền về nên là bỏ cọc. Lại có xe cho anh em luôn. Con này là 2018 anh nhá. 2018 28 triệu 800. 2018 28 triệu 800. Con này Exciter 155 huyền thoại luôn. Rồi ơi, con này nó động, nó ở với tôi quá lâu rồi. Tại vì là mua rất là cao, tại vì một chiếc xe siêu lướt đi có 800 cây. Anh mà 800 cây thì khác gì một chiếc xe đập hộp đâu. Đó. Và mình nhập con này rất cao rồi, bán ra thì giá cũng bình thường thôi. Thật sự em trừ công đi lại chẳng được bao nhiêu đâu. Rất nhiều anh em bảo cao, thì ra giá mới con này bây giờ cả giá biển vẫn là 52, 53 triệu. Có nơi là 55 triệu luôn. Và sau mình đang bán với giá là 45 triệu 800. Đó. Không khác gì một chiếc xe mới anh em nhé, không khác gì một chiếc xe mới. Và cuối video này mình muốn dành thời gian một chút để nói về thủ tục trả góp em nhé. Rất nhiều anh em muốn trả góp và mình cũng khuyên anh em không nên trả góp rồi, nhưng mà rất nhiều anh em hỏi nên là mình sẽ có đôi lời dành cho anh em. Cái thứ nhất là anh em muốn trả góp thì tối thiểu là anh em phải trả trong vòng từ 6 tháng đến 18 tháng. Lãi suất là 1,86 một tháng em nhé. Và ví dụ như con R53 này đi, anh em chốt thì bắt buộc anh em phải sang tên này. Sang tên thì sau mình có hết dịch vụ sang tên cho anh em luôn. Đó, nhưng mà sang tên nó rất là cao, thì mua một chiếc xe trả góp là chi phí rất cao. Trừ khi anh em nào mà đi làm lương nó ổn định rồi mà muốn trả góp thì hãy trả góp, còn không thì thôi em nhé. Thì anh em sẽ phải trả trước con này loanh quanh khoảng 15 triệu. Con này trả trước loanh quanh khoảng 15 triệu là lấy xe về. Đó, còn tất cả thủ tục bên mình là sẽ gọi ngân hàng rồi sẽ làm thủ tục các thứ cho anh em hết. Con này giảm 15 triệu mang về này. Đó, có những cái con kia thì loanh quanh anh em chỉ việc phải giả tầm độ 20 triệu thôi. Nói chung là giờ mà 53 anh em giả tầm một độ từ 15 đến 20 triệu là anh em sẽ bế được xe về luôn trong ngày. Có nghe anh em đến shop mình làm thủ tục này, các thứ này, xong phát anh em bế xe về luôn. Đó. Chứ không phải là chờ đợi duyệt rất là nhanh, 10 phút là xong thôi em nhé. Rất chi là nhanh. Đó. Từ 15 đến 20 triệu là anh em sẽ được bế xe về ngay trong ngày luôn. Còn lãi suất như nào thì đến nơi thì ngân hàng sẽ làm việc với anh em, chứ mình không làm việc, tại vì là bên mình chỉ việc bán xe thôi, còn việc còn lại là ngân hàng người ta lo hết anh em nhé. Đó. Ví như con Exciter này anh em có thể mang 10 triệu đến là bế xe về thôi, 10 triệu đến là bế xe về. Con FZ này thì
có thể là 2-3 triệu cũng có thể bị xe về luôn. Nói chung là những cái con rẻ này anh em là vay được tối đa là 40 triệu anh em nhé, tối đa là 40 triệu. Đó, nên là anh em vay ấy, anh em lưu ý rằng là anh em vay là anh em vay chỉ trả trong vòng tầm 6 tháng thôi thì lãi suất nó thấp, chứ anh em cố mà giả trong vòng tầm 18 tháng thì lãi nó đồn lên cao lắm. Mình khuyên anh em nếu mà anh em mua trả góp lên chỉ trả trong vòng 6 tháng là hợp lý nhất. Đó, cố trong vòng 6 tháng mà thanh toán hết thì là nó nhẹ. Còn mà anh em mà cứ muốn hàng tháng giả số tiền nhỏ thôi nhưng mà nó cộng dồn lại trong vòng 18 tháng rất là cao. Đó, mình khuyên anh em như thế nhá. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình.